Theo tổng hợp từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh, năm 2023, nông dân toàn tỉnh đã khai thác gần 117.000 tấn cành lá quế, chiết xuất được gần 360 tấn tinh dầu. Tuy nhiên, việc tiêu thụ gặp khó khăn. Hiện toàn tỉnh vẫn còn tồn kho đến 190 tấn tinh dầu quế. Lượng tinh dầu tồn kho ước giá trị khoảng trên 600 tỷ đồng. Việc xuất bán gặp khó khăn do ảnh hưởng của tình hình thế giới. Chiến sự tại Nga-Ukraine, một số nước Trung Âu tạm ngừng nhập khẩu tinh dầu quế. Bên cạnh đó, phía Trung Quốc không nhập hàng hoặc nhập với giá thấp nên nhiều cơ sở tạm thời chưa xuất bán. Năm nay nhiều diện tích quế được khai thác toàn bộ, cộng với lượng quế đến tuổi cần được tỉa cành để phát triển chiều cao khá lớn, dẫn đến lượng cành lá thu được gia tăng gấp đôi so với năm trước.